Cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc bên chúng em lại xin giới thiệu đến các bác về một bộ sản phẩm bàn ghế ăn mẫu Hoàng Gia Louis mặt tràn 4 phân. Và bộ này thì sẽ bao gồm là 10 ghế hàng mặt tràn 4 phân và một chiếc bàn kích thước rộng 97, dài là 2m37, với thông số là hàng khung tranh mặt 4 phân, ván mặt liền tấm dày 2 phân. Và chân trụ bên dưới thì bên em làm với đường kính là 25 và toàn bộ các cái chân phụ với độ dày là 10 phân. Và đây là một trong những cái siêu sản phẩm mà Kinh Bắc hoàn thiện và làm theo đơn hàng của gia đình nhà anh Tuấn đến từ khu vực thành phố Hải Dương. Và trước khi bàn giao thì Kinh Bắc sẽ quay lại một đoạn clip để giới thiệu đến toàn thể các bác. Và các bác mà yêu thích cái mẫu bộ bàn ghế ăn Hoàng Gia Louis hàng mặt tràn 4 phân cực kỳ đỉnh cao này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp với Kinh Bắc bên chúng em qua số hotline đó là 0868 82400. Và cơ sở bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, và bàn trung tâm kích thước rộng là 97, dài là 2m37, hàng mặt đục. Đó, bên em đục cả phần mặt ván và đục cả khuôn tranh và yếm bên dưới với kích thước là rộng 97, dài là 2m37, hàng là mặt liền tấm dày 2 phân và khung mặt dày là 4 phân. Và với những cái sản phẩm mà có kích thước dài là 2m37 thì cực kỳ hiếm, đó rất là hiếm. Và toàn bộ các cái phần khuôn tranh thì được Kinh Bắc bên chúng em là làm là khuôn tranh vén cong. Cũng như là về cái mức độ hoàn thiện thì bên em hoàn thiện rất là kỹ. Thì khi mà các bác nhìn về cái ánh điện này ạ, bên em sẽ quay đến đâu ấy thì cái bề mặt nó cực kỳ bóng, rất là mịn và cực kỳ là mượt. Nó khuôn tranh 4, yếm dày 4 phân. Và yếm thì bên em cũng làm là yếm được lượn cong theo cái phần khuôn tranh. Đó, yếm được bo cong theo cái phần khuôn tranh. Và mặt là mặt liền tấm dày là 2 phân. Mặt liền tấm dày 2 phân đục hoa lá tây. Và đặc biệt là cái phần chân trụ ở bên dưới ấy, thì ở bên Kinh Bắc chúng em làm với cái đường kính trụ là 25. Đường kính trụ là 25 và thông thường thì những cái sản phẩm trên thị trường thì đường kính trụ là từ 20 cho đến 22. Thì ở Kinh Bắc bên chúng em làm đường kính trụ là 25 và toàn bộ các cái chân phụ với độ dày là 10 phân. Đó, thay vì là 6 phân bên em làm dày là 10. Đó, gần gấp đôi. Và 10 chiếc ghế thì có đồng kích thước, cao là 110 cm, hàng mặt ngồi là mặt tràn nguyên một tấm dày là 4 phân. Và về cái mặt vân gỗ thì được bên em là tuyển chọn vân gỗ cực kỳ đỉnh cao. Và bộ sản phẩm này thì có một cái ưu điểm là khi mà các bác ngồi mặt tràn thì rất dễ lau chùi, và thứ hai là nó thể hiện được một cái sự đỉnh cao đẳng cấp. Với ghế là cao là 110 cm, mặt ngồi rộng 50, sâu 45, toàn bộ mặt là được vén cong. Đó, yếm vén cong và chân thì bên em làm theo cái mẫu chân quỳ hoa lá tây. Và yếm thì bên em đục là tứ diện và phần vách tựa và cái phần trương và phần vai ghế thì đều đục đục hai mặt. Đó, đục hai mặt. Và đây là bốn chiếc ghế ở bên tay phải đấy, các bác nhìn này. Toàn bộ những cái đường vân ở đây là vân gỗ tự nhiên, hàng chọn vân đỉnh cao. Đó, hàng chọn vân đỉnh cao. Hàng mặt tràn 4 phân. Và trước kia thì ở Kinh Bắc bên là chúng em thì cũng có sản xuất những cái sản phẩm bộ bàn ghế ăn mẫu Hoàng Gia Louis với phiên bản là mặt long khung. Thì đây là một trong những cái phiên bản hàng cao cấp hơn, đó là hàng đục hai mặt và là hàng mặt tràn nguyên tấm. Và cái phần mặt sau đây ạ, bên em cũng đục hai mặt. Đó, mặt trước mặt sau đục giống nhau. Phần vách tựa đục hai mặt, trương đục hai mặt, và cái phần bản tay ghế đấy ạ cũng làm là phần cột chống là được đục hai mặt. Và các bác nhìn mặt trái mặt phải đều được hoàn thiện rất là kỹ như này thì các bác rất là yên tâm và biết được về cái mức độ hoàn thiện kỹ của bên Kinh Bắc chúng em. Đó, đây là mặt sau của phần ghế ngồi. Kích thước cao từ chân lên đỉnh là cao là 110 cm. Đó, toàn bộ các cái hệ thống đục chạm thì được bên em đục chạm hai mặt từ phần vách, và cái dáng ghế là cái dáng cong, đó vách cong. Vách cong như này thì khi mà các bác ngồi thì rất là ôm lưng. Đó, rất là ôm lưng. Và khi mà đục chạm như này thì bên Kinh Bắc chúng em ấy thì đều cho thợ là sửa và tỉa lại bằng tay cho cái sản phẩm nó được sắc nét hơn. Toàn bộ phần mặt ghế các bác nhìn đấy ạ, là được bên em là tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân với độ dày là 4 phân, hàng mặt tràn nguyên tấm. Đây là một trong những cái sản phẩm hàng đỉnh cao của bên Kinh Bắc chúng em hoàn thiện theo đơn hàng của gia đình nhà anh Tuấn đến từ khu vực thành phố Hải Dương. Và đi kèm với đó thì gia đình nhà anh thì có mua là một chiếc tủ bày đồ kích thước dài là 1m25, cao từ chân lên đỉnh là 2m06. Toàn bộ hệ thống đợt là ván gỗ và phần hồi cũng là hồi gỗ được tuyển chọn vân gỗ. Và rất là may mắn thì khi mà anh Tuấn đặt cái sản phẩm này thì bên Kinh Bắc chúng em là xẻ được một lô với một cái mật độ vân nó rất là dày vân. Và trong 1-2 hôm tới thôi thì ở Kinh Bắc chúng em sẽ tiến hành là bàn giao
và lắp đặt về với không gian của gia đình nhà anh Tuấn. Và các bác mà quan tâm đến cái sản phẩm bộ bàn ghế ăn hoặc là mẫu tủ bày đồ thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp với Kinh Bắc bên chúng em qua số hotline đó là 0868 82 400. Và cơ sở bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, đây là một trong những siêu phẩm hàng được làm hai mặt, đục hai mặt, mặt tràn 4 phân, mẫu hoàng gia Louis, chân 8, mặt dày 4, trường 4, đó, yếm đục tứ diện, dày 3 phân và chân là chân 8, bàn kích thước rộng là 97, bàn rộng 97, dài là 2m37, hàng khung tranh 4, yếm 4, ván liền tấm dày 2 phân. Và riêng tiền đục của cái mặt bàn này thôi thì cũng sẽ chênh rất là nhiều so với những cái sản phẩm hàng bình thường đó các bạn. Đó, riêng tiền đục không với cái sản phẩm hàng đục mặt và đục khuôn tranh và đục yếm như này thì cái giá thành cũng sẽ chênh lên rất là nhiều nha các bác. Hàng rất là đỉnh cao, được chọn gỗ đều màu. Và một chiếc ghế ngày hôm nay thì ở Kinh Bắc đang bán bóc tách là một ghế với mức giá là 3 triệu 600 nghìn đồng. Đó, 3 triệu 600 nghìn đồng. Đó, tại thời điểm hiện tại nha các bác. Đó, và năm nay thì gỗ đã rất là xuống. Và thông thường thì những cái sản phẩm này thì khi mà ở thời điểm cao nhất thì sẽ rơi vào khoảng độ là 4 triệu 3 hoặc là 4 triệu 4 trên một ghế. Năm nay chỉ có là 3 triệu 600. Đó. Và bàn với kích thước hàng mặt liền một tấm, rộng 97, dài là 2m37, hàng chân trụ đường kính 25. Đó, 25 thì bên em đang chào bán một chiếc bàn ở trung tâm ở đây ạ, với giá thành là 25 triệu đồng. Các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Kinh Bắc qua số hotline đó là 0868 82 400. Và cơ sở bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và các bác mà yêu thích hoặc là kết cái sản phẩm này, các bác có thể là inbox trực tiếp cho bên em nhé. Và clip ngày hôm nay thì ở Kinh Bắc bên chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.